Bóng đá nữ, mặc dù phát triển nhanh và thu hút sự chú ý, vẫn đối mặt với những góc khuất và hạn chế. FIFA và các liên đoàn bóng đá quốc gia vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề này, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng và môi trường tập luyện thi đấu thiếu lành mạnh cho các cầu thủ nữ. FIFA đã gặp chỉ trích khi công bố tiền thưởng cho các đội tuyển tham dự World Cup 2023 chỉ bằng 1/4 so với đội tuyển nam. Nhiều đội tuyển cũng phản đối việc FIFA yêu cầu xét nghiệm giới tính từng quốc gia. Các vụ bê bối cũng xảy ra khi một số cầu thủ không được tham dự giải đấu dù đáng ra phải có mặt. Bất mãn với huấn luyện viên trưởng, một nhóm tuyển thủ đã phàn nàn và đe dọa rút lui khỏi đội tuyển. Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá quốc gia không đồng ý và tuyên bố không chấp nhận áp lực để thay đổi huấn luyện viên. Cầu thủ cuối cùng đã nhượng bộ. Các cầu thủ tuyển Pháp đã lên án phong cách huấn luyện của huấn luyện viên Colin Dyer và tuyên bố xem xét việc rút khỏi World Cup để bảo vệ sức khỏe tinh thần của họ. Sau khi một ủy ban điều tra thành lập, liên đoàn bóng đá Pháp đã kết luận rằng mâu thuẫn nội bộ không thể hàn gắn. Huấn luyện viên Herb Rena đã được bổ nhiệm thay thế Dyer. Tuyển Anh cũng gặp vấn đề về chia tiền thưởng cho các cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Anh FA từ chối chia số tiền thưởng từ FIFA cho các tuyển thủ, gây bất mãn trong đội. Liên đoàn bóng đá Mỹ thông báo chia 90% tiền thưởng từ FIFA đều cho cầu thủ nam và nữ, một ví dụ về sự công bằng. Trong khi đó, bê bối liên quan đến chủ tịch liên đoàn bóng đá Haiti Yves Zimbac vẫn còn đang gây tranh cãi. Các cáo buộc xâm hại tình dục đối với cầu thủ nữ đã bị tòa thể thao hủy án phạt vì thiếu chứng cứ thuyết phục. Tuy nhiên, FIFA đã không thành công trong việc kháng cáo lên tòa án tối cao liên bang Thụy Sĩ.